À, nhìn cái đạo tràng à, trên không chung của mình tu à, những đức à, à, thấy rằng rõ ràng à, khi cái duyên mà chỗ nào mạnh thì nó sẽ đến chỗ đó với việc thí dụ như mình sống cùng với nhau đi mà duyên của mình từ từ nó bớt đi mà duyên chỗ nào nó mạnh thì tự nhiên cái duyên nó sẽ đến chỗ đó và bây giờ mình mới thấy rằng là mỗi một gia đình là một ngôi chùa nhỏ và tự nhiên cái nhớ là cái câu của à, một vị tổ sư nói rằng à, người người là quan âm nhà nhà là di đà giống như người người mình à, học cái hạnh của bồ tát quán thế âm từ bi và tha thứ nhà nhà là di đà Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm Di Đà Như là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm Di Đà Mình học cái hạnh của Quán Âm Bồ Tát Để hành cái hạnh của Ngài Từ bi khoan dung và tha thứ Nó từ là ban vui bi là cứu khổ Và mình học cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm Có được cái tự tại Và nhà nhà là Di Đà rõ ràng mình Mỗi người mình niệm Di Đà nè quý vị nên những đức nói rằng là Cái cách tu này Sẽ áp dụng rất đặc biệt Cho từng người, từng gia đình Tuyệt vời Nên nhiều trang nên mở rộng cái cách tu này ra Nhiều trang đều có một cái nhân duyên Đối với một số người Quý vị nên mở rộng ra Để cho người ta được có thời khóa tu Tại gia đình Và cái phương pháp mà Tại gia đình có phương pháp tu này hay Có nghĩa là tại gia đình có cái cách tu này Để mỗi một người biết niệm Phật Và mỗi một người cầu nguyện Cho cái đất nước chúng ta được bình an Mưa thuận gió hòa không. Có nghĩa là nhiều người mà niệm Phật Là cái sức cầu nguyện này không đơn giản đâu quý vị Thật sự mà nói thì bản thân những đức thấy cái điều này nó quá lợi ích thấy nó quá lợi ích nên mình mở rộng phạm vi này ra và chính bản thân những đức càng thấy nó lợi ích chừng nào thì bản thân của mình càng phải cố gắng dụng công tu với vị điều đặn cái này là cái quan trọng Quý vị biết rằng là một cái đậu tràng trên không chung mà lớn như vậy mà từng nhà niệm phật như vậy mà càng ngày càng phát triển rộng như vậy nếu như, như chúng ta mà lơ là hoặc là không trân quý nó sẽ mắc đó quý vị. Không có giỡn đâu. Mà cái điều này là hi hữu quý vị ơi. Hi hữu từ xưa giờ mới thấy á. Thật sự. Nó giống như mình càng mình uh, tu với cái đạo tràng trên không chung mình mình mới thấy. Là đây cũng là một cái nhân duyên tuyệt vời mà mở ra một cái sự mới mẻ nhất trong cái thời cuộc hiện đại này đó quý vị. Quý vị ngồi suy nghĩ đi đây là sự mới mẻ mà lại rất có kết quả cho sự tu tập của chính chúng ta tại gia đình luôn. Đây là cái mà mà quá lợi ích rồi. Mà nhất là con người bây giờ quá bận biểu mà lại tại gia đình mà tu được gì? Mà có khi những cặp vợ chồng rồi con cái tu chung nó thật sự mà nói thấy nó quá tuyệt vời. À, khi mình tu chung rồi nó lắng động hết trơn quý vị ơi, nó nhẹ cái tâm của mình rõ ràng luôn. Ví dụ như cô năng tâm ở Vĩnh Long rồi đó gia đình nữa cái đứa thấy sáu bảy người tu chung được không? Đó. cái điều này bản thân mình phải hết sức là trân quý vì nhớ kỹ câu nha khi mình hưởng một cái gì đó được tốt mà bản thân của mình mà không trân quý nó sẽ mắc đó. nó sẽ mắc đó. nên những đức đã từng ở một nơi 5 năm năm những đức cũng từng thấy rằng rõ ràng nó mắc cái việc rồi tới một cái nơi 10 năm nó Mình cũng thường nói cái việc nó sẽ mắc Nó mắc thì quý vị Và xong cái duyên những đức nó đưa những đức ra bên ngoài Là vì quý vị, vị rất cần Những đức tin chắc rằng quý vị, vị rất cần Nên những đức đã ra tới bên ngoài Và tự nhiên những đức nó thật sự tu với cái Cái rim này mình nói không phải là cái chuyện cao xa gì quá chứ Bản thân những đức thì vị biết Những đức không xài điện thoại Những đâu biết máy tính gì đâu Cái này không phải mình suy nghĩ ra nổi quý vị ơi Thật sự mà nói những đức thì cái thời điểm những đức có suy nghĩ rằng là mình phát trực tiếp, mình tu chung thôi. Phát trực tiếp cái trang mình để tu chung thôi. Tự nhiên có một chú cũng nói rằng, "Ồ sao? Mình sao thầy không lập cái room cho người ta tu?" Nhưng đức hỏi cái room là cái gì? Nó là bao nhiêu con người vô đó, tu có hình, nó à lập đi. Có nghĩa là cái chú đó không nói câu gì nó lập đi. Là làm luôn đó quý vị. Thế nhưng đức đâu có chủ trương không biết gì luôn á, nó thật luôn á mà khi bây giờ mà những đức càng tu chung với vị nghe những đức thấy quá hay nó thật tình mà nói nó không thể nào ép mình tu được nó phải là thèm tu chứ không ép tu được đâu quý vị ơi không thể nào một năm thờ mà đi ép được đâu mà thật sự tự nhiên sao mà nghĩ ra cái cách tu mà cái thờ khóa đưa ra này chính bản thân những đức tu nhà đức còn thấy ủa tại sao mình đưa ra cái thờ khóa này đúng là mình thương mình thiệt luôn những đức biết thương những đức luôn á à Bây giờ những đức nói những đức biết thương những đức thì những đức không biết nói thương người khác đâu mà những đức biết thương những đức thiệt luôn á. Nếu như những đức chỉ cần đưa một cái thờ khóa sai một chút thôi là những đức tiêu. Cái như bò lết luôn, tôi không nói bò lết. Năm thợ vì nói đơn giản lắm mà. Làm sao những đức tu nổi đây? Rồi bằng đi 12 giờ nữa những đức đưa ra thì phải cố gắng. Thì sao những đức lại theo nổi đây? Nên cái thờ khóa phật đúng là phật sắp xếp. Những đức nói nói thiệt chứ vị biết chứ bây giờ bổ nguyện di đà đưa ra để mình niệm ngài để ngài tiếp dẫn những đức tin chắc rằng ngài điều chỉnh cái trí của mình ngài điều chỉnh cái trí mình để ra cái phương pháp tu và điều chỉnh cái trí mình để chỉ mình cái rưm này phù hợp vào cuộc sống thời đại luôn đó phù hợp vào cuộc sống thời đại luôn nên quý vị nhớ rằng là hiện tại nghe nhà đức nói câu hiện tại nghe Hiện tại cái ngôi chùa tâm linh của quý vị là ở nhà quý vị Những đức nói câu hiện tại nghe nhưng đức không nói xa đó Không nói bên ngoài Nhưng đức nói rằng là Ở trong cái phạm vi mà chúng ta đang có duyên học tập Và ngồi nói chuyện nè Những đức đang nói đây nè Cái ngôi chùa tâm linh hiện tại Là tại gia đình quý vị Tại tâm quý vị đó. 100% quý vị luôn hôm nay những đức vừa tôn ba pho tượng lên đúng là mình niệm phật giống như phật sắp xếp, xếp lạ lắm xin thưa với quý vị cái chỗ những đức đang ngồi lễ phật quý vị là không có tờ phật và những đức lễ vô cái tivi là hình quý vị đang lễ những đức này những đang lễ quý vị đó chúng ta đang đối mặt tu chung đó thì quý vị viết rằng là có cái anh này tên anh giàu anh này làm tượng phật thì không có mắc tiền mà cực kỳ vẽ đẹp có nghĩa là anh này vẽ tượng phật từ xưa giờ vẽ tượng phật đẹp vô cùng nó mà có duyên quen từ xưa mà như đức trên đà lạt tới giờ tự nhiên anh nói rằng là thật sự trong lòng anh muốn tặng cho những đức một bộ tượng tam thách tại vì từ xưa giờ anh này cũng quý mến như đức vậy làm cư sĩ rất quý như đức thì những đức nói với tâm nhiên rằng là thôi chỗ này chặt quá không thờ tự nhiên à, chú tâm viên nói thôi đâu thầy à, à, coi thử này nhưng đức coi cái nó ủa sao bộ tượng đẹp dữ ta xong kêu anh gỡ là khi gỡ bộ tượng lên bị coi bộ tượng đẹp lắm xong mà những đức à, chưa đóng cái tủ những đức làm cái hộp ở trong là để một cái tivi để tu chung với vị còn ở trên ấy vì Ở trên như Đức Để Bộ Tâm Thánh Ở trước Phật A Di Đà như Đức Để đúng một ly nước Thờ đúng ly nước như Hòa Thượng Tịnh Không ngày dạy Ly nước nhìn ly nước giống như tâm Giữ tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh là niệm Phật Rồi hoa rồi quả wow. Rất đơn giản bộ tượng mà Màu xanh ngọc Vẽ mặt rất đẹp Thật sự mà nói một bộ tượng Rất đẹp luôn mình không thể nào mà mà nghĩ một một bộ tượng mà làm đẹp như vậy mà mà mình nghĩ bộ tượng này chắc là phải mấy chục triệu một bộ. Nhưng đứa hỏi ủa anh giàu. Anh làm bộ tượng đẹp như vậy mà mà phải bao nhiêu tiền anh giàu? Anh nói dạ khoảng hơn 9 triệu đó thôi thôi. Thanks quen Rồi, Phật Bây giờ Phật này nhập biết Bàn rồi Chúng ta nhìn vào hình tượng Phật đấy Để hướng đến Phật mà mà tu tập không? Nên từ nơi đó mà mỗi ngày Thì mình có cách tu rồi Ở trên lại có ngôi tam bảo ở dưới có cái tivi Một mô hình rất đặc biệt luôn Rồi tu tập Nhìn cả một đại chúng cùng tu với mình luôn Cái lực tu này tuyệt vời như Đức nó thật sự nghe Gia đình mà chỉ cần một, một chút này thôi Là như Đức nó thiệt chứ Đúng là ngôi tam bảo tại gia đình và ngôi tam bảo tâm linh tại tâm quý vị tuyệt vời khỏi cần đi tìm đâu xa luôn rồi tu tập làm sao dưỡng tâm mình rồi nhiệt tình với gia đình mình tròn trách nhiệm làm chồng làm vợ làm con lo cho cha mẹ rồi tới giờ tu cha mẹ già đưa cha mẹ ra đây bắt cái ghế ngồi đây mình lễ phật được lễ cha mẹ ngồi đó niệm phật hoặc mua một cái ghế cho cho nằm cho cha mẹ dựa vô dựa vô một chút chừng ngủ nhưng mà kệ cho <laughs> nằm đó nghe câu vật hiệu, thấy không? rồi con cái nhỏ 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 lễ vật được lúc nào lễ cho các cháu nó được cái cái duyên quen nên cái ngôi tam bảo tại gia đình quý vị là mặt tâm linh thù thắng Như tôi thấy trong cái thời cuộc này nó thật sự mà nói nha không phải tự nhiên mình đưa lên cái room này rồi mình tán thán quá chứ nhưng nó nó thật sự quý vị trong cái thời cuộc này lại xuất hiện cái room này quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ đi theo những đức thấy là sự phù hợp mà không tưởng tượng được Cái phù hợp trong cái thời điểm này quá phù hợp Nó không thể nào trong thời điểm mà lúc những đức bình thường Hoặc là lúc Phật Pháp, Pháp bình thường mà cái rung này xuất hiện Là không phù hợp với vị Mà phù hợp vô cùng cái thời điểm này quý vị thấy Phải là khớp vô cùng không? Nó quá khớp luôn Quý vị, vị mà tu tập vì ngồi suy nghĩ đi Nó quá khớp luôn Khớp đến mức mà mình mà Mình tu tập mà mình mà nhìn vào với đàn nghe tự nhiên vui mừng mà mình nói cái sự từ bi của phật đà là đến với mình mà mình rơi nước mắt sự từ bi của phật đà đến với mình Quý vị cứ yên tâm bị tin phật đi phật sẽ không bỏ một con người nào tin phật đâu bị yên tâm đi dù quý vị có lên bờ xuống ruộng quý vị có bị cái gì bị cứ tin phật đi phật sẽ điều chỉnh cho quý vị phật sẽ không bao giờ bỏ quý vị chính bản thân nhà đức thấy rõ ràng con người nhà đức là phàm phu nhà đức vẫn còn sai nhưng nhà đức thấy rằng là bản thân nhà đức rất tin phật những đức nói rằng con tin Phật mà Tất cả những gì Phật dạy con chưa làm được hết Nhưng con thật sự tin Phật Con cỡ nào con cũng đi Phật những đức thấy rõ ràng Phật sắp xếp cho mình Và Phật rất thương mình quý vị à. Phật sắp xếp cho mình Và Phật rất thương mình Đó là cái điều mà chính bản thác những đức thấy rõ ràng Đặc biệt à. Nên mỗi một người mình Khi mình tin Phật mà tin đến mà quý vị phải đem cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm ra để áp dụng. Bây giờ chúng ta này quý vị cố gắng mọi người mình cố gắng cái chỗ này nè. Bây giờ chuyện của cái người khác, chuyện người xuất gia quý vị đừng có đụng vô. Đây là những đức khuyến vị rất nhiều lần Thấy không? Chuyện cái gì chuyện của họ kệ họ đừng có đụng vô. Chuyện của ai bên ngoài nói gì mặc kệ người ta. Quý vị mỗi ngày cái vô tu chung với như... Cứ mình cứ vô tu chung đi quý vị Đó là cái mà quý vị muốn cho Phật Pháp thịnh vượng đó Đó là cái quý vị muốn Muốn giúp cho cái 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 đất nước chúng ta đỡ kiếp nạn đó Thật sự luôn á Còn quý vị mà nhào vô quý vị binh ai Quý vị nói ai nha Không có một cái tốt nào cả Khỏi đi Kệ ai Ai thích thì chuyện đó của người ta nếu như quý vị là người thật sự quý vị quý mến những đức quý vị nghe những đức bị cứ niệm phật đi các sẽ thấy lợi ích của niệm Phật Có cảm ứng thiệt á Mới dẫn đâu Vì tin Phật đi Phật không thể nào để mình lên bờ xuống ruộng mà, mà mà gọi là Mình không còn đường đi đâu quý vị yên tâm đi Chính bản thân những đức nè Thật sự vì có những lúc bản thân những đức thấy mình hoàn toàn bế tắc Nhất là cái lúc mà những đức đi ra khỏi chùa là những đức thật sự bế tắc Nó thật sự bế tắc đó, quý vị Nhưng mà không ngờ trong vòng Chiêu lại thôi là những đức Rập cái rung này tiếp tục những đức tu quý vị liền là thấy thật sự mà nó nó mở ra cho mình một con đường mở ra từ 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 con đường cho mình thì ra là quý vị đừng có bỏ phật vì bỏ phật vị sẽ hoàn toàn bế tắc mấy vị đi tìm con người sẽ bế tắc nhưng quý vị niệm phật trong có vật hiệu có diệu pháp âm trong có phật hiệu có một cái trí không tưởng tượng được sẽ mở ra cho mình một con đường quý vị hãy tin đi nên những đức khuyên những người mà biết những đức bây giờ cứ yên tâm những đức tu mỗi ngày bị gì là quá đặc biệt rồi đừng có bao giờ nghĩ những đức ở đâu đi tìm những đức Đừng bao giờ gặp làm chi Một năm, hai năm sau Khi những đức dụng công đặc biệt rồi Có duyên tự nó sẽ đến thôi Thật sự Bản thân những đức hôm nay 43 tuổi Thật sự nó cũng còn trẻ lắm mấy vị Nhưng mà phải để cho những đức thời gian dụng công tu Đừng có đến gặp Nhất kỳ Từ khi người nào những đức càng cái chuyện gì những đức kêu Một người đó thôi đến. đó không được dẫn ai Đó là cái quan trọng của công việc Thật sự mà nói những đức nghĩ rằng tương lai bản thân mình mình cũng phải làm một cái gì trong Phật pháp một chút vì mình còn trẻ nhưng mà bây giờ phải dụng công tu nè đây là những đức bằng cả tấm lòng những đức nói thật lòng vì sao mà cái duyên của mình mà cái đà này nghe quý vị dẫn nó sức ảnh hưởng như truyền bác độ rất mạnh không có dẫn đâu nếu mà cái đà này nếu mà phật ai với đà này chọn mình thì chắc chắn ngài sẽ sắp xếp cho mình Nhưng tôi thấy cái điều này là cái điều nó rất khớp rất phù hợp với phật tử những người nào quý mến như đức quý vị cứ yên tâm bị lo tu đi Chẳng thật mà lo tu đi một ngày nào những đức nó bản thân mình không có cầu danh cầu lợi gì đâu. Bất cứ một cái nơi nào chùa chiền nào, người ta muốn tu tịnh độ mình muốn đến dù là miền ngoài hay chỗ nào, người ta chỉ cần khi sau này đủ duyên, nơi nào người ta cần mình mình đến nơi đó một bữa hay bữa mình hướng dẫn người ta tu. Rồi chỉ nó vô đâm tu, mình đến nơi đó một bữa mình chỉ nó tu, vô đâm tu, mình chỉ người ta chỉ người ta. Bất cứ nơi nào cần mình mình sẽ đến nơi đó mà mình trở về nhà cư sĩ của chính mình. Đó là cái như đức nó đủ duyên đó nghe không bao giờ mong cầu nhưng mà như đức nói là đủ duyên đó là tại vì mình đến với cuộc đời này như đức muốn mình làm một cái gì đó đến khi mình chết đi mình thấy ý nghĩa cả đời của thượng đỉnh khóc mà đi đi nó thật sự quá đi luôn còn mình bây giờ mình được thời gian này mình phải làm được cái thời gian mà mình đang ở một nơi mình phải làm được cái thời gian mà mình ở một nơi mình lo mình tu để sau này khi giống như mình mình tu giống như thời điểm này như đức nhập thất nè mà khi những đứa bước ra là đó là những đứa làm được đó quý vị làm được á và để quý vị để những đức cảm nhận thật sự đối với con vật hiệu đi để những đức cảm nhận thật sự đối với con vật hiệu đi rồi những đức sẽ đem cái cảm nhận như đức nói cho quý vị nghe mỗi ngày nè tim mà gần mà xa cách này cực kỳ hay nếu như những đức mà đánh mất cái chỗ này luôn quý vị sẽ thấy không biết những đức ở đâu chúng ta sẽ rã hết cái nhóm niệm phật của mình nên phật rất thương mình rất thương những chúng sanh mà đủ duyên này quý vị có một thời này mà hơn hai ngàn người tu hai ngàn gia đình tu vị nghĩ đơn giản sao nhân duyên thì không đơn giản chút nào nên vì phải để cho những đức dụng công thật sự dụng công tu và để những đức cảm nhận dụng công tu trong thời điểm này những đức dụng công tu này nghe rảnh những đức bắt những công đoạn khai thị của hòa thượng tịnh không những đức nghe lại tiếp tục để bồi dưỡng thêm những lời khai thị của hòa thượng tịnh không để nó đi sâu tịnh độ luôn để cái tịnh độ này những lúc những đức ngày xưa đã nghe rồi bây giờ những đức phải nghe lại những đoạn khai thị quan trọng của hòa thượng tịnh không và nghe lại những công đoạn của hòa thượng ấy hiền để bổ túc cho những đức tiếp tục rồi gây dựng công phu luôn đây là cái mà những đức hạ thủ công phu nó còn nếu như chúng ta mà cứ gặp 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 không đặc biệt nó, mà như đức cũng có nói ví dụ như có những trưởng đoàn lâu lâu những đức sẽ gọi họ tại vì sao vì những đức nghĩ quý vị có duyên sau này khi mà một nhân viên phát triển quý vị phát động một phát thôi là chúng ta làm được việc lợi ích cho chúng sanh liên a à. nhưng mà bây giờ mình phải gây dựng công phu nên quý vị ơi đặc biệt quá Những đứa đã từng đưa tượng Phật tặng rất nhiều người Và những đứa nói trước cho vị nghe rồi Sau này cái tịnh độ mà nó phải gây dựng từng nhà Nó thật sự đặc biệt Đây là điều như đứa nói từ trước tới giờ Mà bây giờ nó đã hình thành trước mắt chúng ta rồi Đây là điều mà chúng ta là những người nghe đạo Thật sự rất mừng Mừng vô cùng Mừng là Phật Ái Dĩ Đà Ngài đã cho mình một cách tu Và một cái rúm này quý vị coi cái cách tu này rất là nhẹ nhàng và ai cũng tu được cả một đứa con nít cũng tu được luôn thí dụ như gia đình của dì tư thì mấy đứa nít nó tu rất là ngoan Nhân ghế nhiều thằng trai nhỏ nhỏ tu rất ngoan ngày chủ nhật đồ cộng tu tuyệt vời thêm cái nữa quý vị ơi phật ấy Đà ngày điều chỉnh cho những đức là quý vị nghe chỗ này quan trọng nè quý vị phải thấy cái bổ nguyện di đà nè quan trọng nè nếu như những đức ở trong chùa những đức có nhận cúng dường thấy chưa mà những đức truyền pháp tịnh độ thì nó có trở ngại hiểu không nên ngài đưa nhà đức đi ra ngoài để ông này một mình ông khỏi cần nhận cúng dường nữa không ai nói ông cái chuyện nhận cúng dường từ đây mãi về sau và ông sẽ đem tịnh độ ông đem cái bộ nguyện của tôi đi giới thiệu thêm một cái nữa là gì lựa cái ông này là người ít học nên ông sẽ chiên nhất tịnh độ thêm một cái nữa đẩy như đức ra ngoài là bản thân những đức không còn cái gì nữa cả đã là không còn cái gì nữa thì cái sức ảnh hưởng đem tình độ chia sẻ như đức cực kỳ mạnh không bị vướng cái gì hết luôn không bị vướng cái gì hết còn nếu như như đức trong chùa như đức vẫn vướng giảng giảng về tình độ như đức vẫn bị sợ và bị trở ngại mà nhiều thứ lắm bây giờ như đức không còn gì nữa cả đơn thân độc mã luôn vậy giỏi lắm có chỗ che mưa che nắng thôi gọi là sống rồi mà cái mạng này chỉ có một cái nhà ở che mưa che nắng thôi bây giờ mắc mạng mắc nhà cũng không có lý do gì phải sợ thật sự luôn để đem cái tâm mà truyền bá tinh độ để mà chúng ta đi về cực lạc. Vì vì nhớ kỹ nghe hoa sen hoặc ai di đà đang để trước mặt chúng ta, không có cái gì quý bằng hoa sen hoặc ai di đà đang để trước mặt chúng ta nói những đoạn này rợn đừng rợn, rợn người. Cứ nghĩ vậy đi, thì chúng ta không buồn gì hết chứ, mắt sạch cũng được, chỉ còn mạng, vợ chồng còn ngồi được bên nhau niệm phật là được rồi nó chỉ cần như vậy thôi bị yên tâm đi rồi mọi việc sẽ qua đừng có lo nói những đoạn này xong nó hừng hức của người dữ chạc bị ô đây là hạnh phúc nhất rồi bị bị ô không hạnh phúc đâu bằng hạnh phúc này chứ nghe? hạnh phúc mà tương lai bạc y đà đem qua sen xuống Trời ơi Viện ô leo lên qua sen đi con thiện nhất tâm ô leo qua sen đi con <cười> <cười> Milo ơi Đem qua xem đi con Bên Mỹ bên gì cũng làm sao bằng cực lạc Milo <laughs> Hiểu chưa Mỹ, Canada, Đức, Pháp gì, nước ngoài gì à, Có nghĩa là Cái cuộc sống phong phú cỡ nào Cuộc sống thần tiên gì Có bằng cực lạc đâu Hãy quyết tâm niệm Phật đi Chịu khó chịu khổ một chút Chịu thiệt thòi một chút Đừng đi chữ ai nữa á không có ai thiệt thòi đâu Tùy duyên đi Chúng ta lo niệm Phật đi quý vị Để Quyết tâm về cực lạc quý ơi Phải về cực lạc nghe Nhớ phải về cực lạc Nhớ Chúc bị an lạc ai về Đạo Phật ai về Đạo Phật Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha ai về Đạo Phật <laughs>